trường Chính trị Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngoài việc thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng, trường Chính trị tỉnh còn quan tâm động viên, khuyến khích cán bộ viên chức người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị đón theo dõi.